Hello, em xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em cập bến được cái lô loa loa này gọi là loa gì nhỉ? Loa quả bí ngô đi. Đấy, nhìn nó như quả bí ngô luôn. Bát 20 đồng chục. Đây là hàng bãi xịn nha mọi người nhá. Đấy, tại sao nó thiết kế kiểu như này thì đây này các bác. Nó treo lên trần nhà đấy, nó treo lên trần nhà. Đấy. Và ở đây nó có một cái đèn nữa này. Đấy. Nó có một đèn vừa là đèn vừa là loa. Nói là rất là hay. Dòng này nếu để nói trên thị trường kiếm những dòng này cực kỳ là hiếm các bạn. Cái này em về chưa có lau chùi vệ sinh thì loa này hay lắm mọi người. Khi nào mà em dọn dẹp xong lau chùi sạch sẽ thì em sẽ báo giá toàn thể các bác. Giá cũng rất là rẻ các bác nhé. Quan trọng là cái loa nó là loa xịn và hay nữa. Trông như này thôi nhưng mà loa to lắm mọi người. Trông như quả bí ngô luôn. Rất đẹp nhé mọi người nhé. Em về được ở đây chỉ có một nửa lon mọi người ạ. Nó rơi tầm gần 20 cặp. Rất đẹp nhé mọi người nhé. Anh em là có lắp kiểu là quán cà phê sân vườn hay là ở trong những cái phòng cà phê, phòng trà ấy, vừa muốn trang trí đẹp lại vừa muốn có âm thanh hay cộng thêm với lại có cả đèn nữa thì các bác nên lựa chọn những dòng loa này, khẳng định các bác là nó thật là rất là tuyệt vời. Giá đồ đấy nó chỉ loanh quanh tầm hơn 4 triệu một tí thôi các bác nhé. Rồi, xin chào tất cả các bác ạ.